Hướng dẫn anh em ghép sim ghép Pro Neo nha, cho chip Intel A1778, A1784, hai dòng này nó như nhau. Mình dùng phương pháp là chọt sim nha. Trước hết là mình ghép sim là mình ắc tê vô bình thường thôi. Trước hết là anh em hãy ắc tê vô luôn nha, ắc tê vô bình thường thôi. Xin ghép rồi nêu đỡ cho tự động ST nha anh em. Mình muốn làm cho nhanh đó, mình bấm cho nó ST chạy vô cho nhanh. Còn bình thường đã nó tự động ST vô. Trời, đồng đồng chứ. Rồi mình anh em vô cài đặt quên wifi chứ. Quên wifi là mục đích để là mình kiểm soát thôi, mình có đúng là mình đã tắt 3G chưa? Rồi vô cài đặt dữ liệu di động bật LTE tắt, bật trong vùng dữ liệu. Rồi mình vô ứng dụng sim, mình bấm reload. Anh em đỡ ý chỗ này nha, để ý chỗ này, khi mà nó lên 3G rồi chờ một xíu, nó bắt đầu vừa mắc 3G nó tụt sóng là anh em chọt vô là ok. Nó lên 3G rồi là chờ một xíu nha. Chừng nào nó tuột cái 3G này rồi mới được.
nó vừa mắc bây giờ chọt ra rồi nhét sim lại. Em chờ chỗ này nha, nó mà vừa mắc bg một cái là chuẩn bị chọt nha, vừa mắc tuột sóng là anh em chọt liền rồi đẩy vô lại là ok. Rồi chọt đẩy vô lại. Nó đã lên bây giờ anh em do này bật lại, bật lại là tê là được rồi, chờ xíu nó lên sóng nha. Rồi lên tê là xong. Anh em kiên nhẫn làm bấm, nhiều khi mình chưa quen á, mình chọt vài lần nó mới được nha anh em. Cứ canh nó vừa tuột xuống là chọc là được rồi. Rồi chào anh em.